Sẽ thế nào khi nhân viên bồi bàn gánh trên vai những hy vọng và ước mơ của các anh em bị đẩy vào cuộc xung đột của mafia? Anh ta buộc phải trở thành vệ sĩ cho một gia tộc lớn. Điều này khiến cuộc sống của anh xuất hiện nhiều rắc rối. Những xung đột của anh đều bắt đầu từ Kin, nhưng càng trải qua nhiều trở ngại và thử thách cùng nhau, mối quan hệ của họ càng trở nên khăng khít. Giữa họ nảy sinh tình cảm mặn nồng và họ nhanh chóng yêu nhau. Mọi thứ đều xoay quanh những sự kiện về cái chết của cha mẹ anh và ý chí của họ là chìa khóa chính dẫn đến mọi thay đổi. Nào, cùng nhau hóa thân thành các thám tử tư, lục tung cốt truyện nào các thánh mọt phim. Một cuộc họp của các băng đảng xã hội đen, đây chính là ngài Kin đến để tham dự cuộc họp thay cho ngài con vì một số lý do về tình trạng sức khỏe. Còn đây là Pohot Boy pha chế quán bar, co to đen hôi vật phẩm để hút gái đến quán tăng gia sản xuất. Cuộc họp của các anh lớn có vẻ hơi căng não, hai bên chĩa súng vào nhau, dọa nạt xem súng ai dài hơn. Họp chơi chơi chứ tấu hài là chính, hai bên làm ăn nâng ly đúng chất mafia, ly nâng thì súng cũng phải nâng, uống rượu như chiến thần po vào gió đếm tiền mọi tay. Rất chi là chất chơi người rơi, po che có mấy thằng em đến học nghề. Học thì học, cứ phải nôn học phí ra trước. Khóa học chưa đầy 5 giây, các em chỉ cần làm những gì mà phụ nữ muốn, chỉ cần như vậy không gì hơn. Chỉ thế thôi là huynh đệ đếm tiền đến phong tê thấp. Xong xuôi, anh lại nhất đít hành nghề. Trên đường trở về nhà, con bị đám côn đồ đuổi theo, nhanh chí nhảy xuống xe tưởng rằng đã thoát khỏi chúng nhưng không hề. Ngoảnh đầu lại, tụi nó đã bám theo sau, tiếng súng bùm chíu vang liên tọt dưới đường hầm. Tít bắn tung tóe, Kin bị đám côn đồ cầm phóng lợn chặn đầu, múa vài đường quyền cơ bản anh chạy được khỏi tầm mắt chúng. Thuốc lá phì phèo Po được Kin nhờ giúp với giá 50 củ, giá cả hợp lý. Po nhảy vào úp giọt giam be tên lấy le. Nhảy lên con xe chiến, Po được Kin đi cháy phố, đến nơi an toàn anh xin lại tiền phục vụ. Kin không đem theo tiền mặt nên Po xin lại cái đồng hồ đỡ phải lằng nhằng. Bye bye thằng em Po với vẻ mặt đầy thách thức ra về. Đến nhà Po lại bù đầu tắc rối về khoản tiền nhà. Đội ơn chú giúp mà thằng em Po mới thoát khỏi trận đòn của lũ đòi tiền nhà. Thật không ngờ đằng sau vẻ cười nói mỗi đêm là cả một bầu trời bão giông. 200 triệu anh đào đâu ra để trả tiền nhà. Tâm sự mỏng một chút với chủ Po, đưa ra chiếc đồng hồ mình mới đổi được. Mà ông chủ điều cáng khai gian giá trị chiếc đồng hồ của Po. Để kiếm thêm thu nhập, Po lên võ đài đánh đấm để mua vui cho bọn nhà giàu. Đối thủ quá mạnh nên anh nhận về giam 3 cú đánh chí mạng. Lật kèo ở phút chót, một cú đánh của Po khiến tên dâu dập ngỡ ngàng đến bật ngửa, chiến thắng thuộc về Po. Về đến nhà, Po thấy chú với thằng em tiệc rượu linh đình, thì ra cái đồng hồ đấy bán được 700 loét thật. Mừng quá trời, Po chạy lon ton đem bia ra nhậu nhẹt. Do lần sơ suất này mà Kim bị bố khiển trách, nhờ đến lần đầu ông mới giao du xã hội đen, ông đã phải đem giỏ quà đến tận nhà hắn. Kim cười trừ, anh cũng làm vậy nhưng giỏ quà này lạ quá. Một lũ tay sai của lão bị đánh đến chết thắt bím nơi trong nhà, máu dồn lên não thì là sẽ trả thù đám mất nết này. Có tiền cuộc sống yêu đời hẳn, Po Sơ Mi đóng thùng đến trường kiếm con chữ về bản. Tìm đến John, tưởng rằng thằng bạn đang gặp nguy, nào ngờ đến công ty đến mời cậu ta đến thử casting làm siêu mẫu. Thật không ngờ cũng có ngày anh đây được tỏa sáng. Trở lại với công việc, Po lạ thay khi có một nhóm xã hội đen đến tìm mình. Hóa ra là Kin, người mà cậu đã cứu mạng. Trước khi trả lời cho câu hỏi hắn đến tìm cậu để làm gì, thì Po cần chỗ tài pha chế cho hắn trước. Xoay đều một lý thức uống dinh dưỡng được ra lò. Nhẹ tay không được, Kin dùng biện pháp mạnh để đưa Kin về hang ổ của mình. Bằng tay năng soi mói của mình thì Kin tìm ra cảnh của Po. Hắn ta muốn Po làm vệ sĩ thân cận cho hắn. Nói chuyện đánh lạc hướng, Po nhẹ nhàng thoát khỏi sợi dây chói. Thái độ bền của vệ sĩ mới, Kim tẩn cho Po một trận. Mưu hèn kế bẩn, anh cắn bấu thoát khỏi lũ người không ra người, vượn không ra vượn. Chạy thục mạng, nào ngờ tiếng súng vang lên, ngoan như cún Po che dừng lại. Giữa việc làm vệ sĩ cho Kim và việc nhảy xuống biển, thà chết còn hơn, Kim nhảy xuống khỏi thuyền tẩu thoát. Bố Kim cũng có vẻ để mắt đến Po che vì độ cứng đầu không ai bằng này. Thật không ngờ chủ anh lại làm điều mà anh không lường trước được, dùng tiền cọc nhà để đầu tư vào sòng bạc, chơi ngu nên bị người ta tẩn đến phọt cả tiết. Cuối cùng Po lại phải gánh còng lưng món nợ này. Tức giận, Po đuổi chú đi cho khuất con mắt. Em trai khuyên anh chuyển nhà đi để đỡ tốn tiền. Hai anh em thật sự cùng cực với tiền nong, cuộc sống thật sự không giống với cuộc đời. Để vượt qua được thì cần phải cố gắng hơn nữa. Để lại bức thư cho thằng em Po muối mặt đến tìm Kin để làm vệ sĩ. Po được đưa đến để gặp bố của Kin. Mạnh mồm cái, Po được làm sếp luôn trong ngày đầu làm việc. Đúng chuẩn chất chơi người rơi mà bao người ao ước muốn làm mà không được. Po được đàn em dẫn đến nơi thể dục thể thao của dàn vệ sĩ nhà Kin, tập luyện nghiêm ngặt cùng với chế độ ăn healthy thì công việc hàng ngày của họ chỉ được ra ngoài khi có nhiệm vụ, không được sử dụng điện thoại là điều hàng đầu Po phải nghe theo. Đang định gây gổ ma mới bắt nạt ma cũ thì anh lớn đến ký đầu mấy tên ngổ ngáo này, thăm thú hết tất cả các phòng, Po ngồi xuống, rơi nước, rơi bánh cùng thằng bạn mới. Pete là cái tên của cậu bạn mới, mạnh mẽ tự tin chính là hắn, đang nhai thì thằng em đến giao đồng phục. Sống bẩn quen rồi, sạch sẽ không chịu nổi, Po bôi mụt tạt vào cốc nước, đầu xuống xong xuôi, Kin cùng bạn bè ngồi chơi xơi nước. Thấy có vấn đề, Kin bắt Po uống thử cốc nước của mình, tìm đủ cách để né tránh nhưng đời không như mơ, Po vẫn phải thưởng thức món tăng lực này.
như một trò đùa, Kim Sae-po đặt quả táo lên đầu để Kim thể hiện kỹ năng bắn tỉa điêu luyện, hú hồn cái tâm hồn còn nguyên. Po làm điếu thuốc định hình, ai dè bác gái nấu ăn đi vào làm cậu giật mình thêm lần hai. Nghịch ngu không ai bằng, Po làm chuông báo cháy vang lên, kết cục Po bị phạt chống đẩy đến tăng sông. Tìm không được nơi giải quyết nỗi buồn, anh đành xả xuống bể cá cho nhanh gọn lẹ. Lại là chuyên mục học thuộc, thay vì lựa chọn sợ hãi ngồi nghe rằng, Po lựa chọn ngồi mát ngủ cho đã con mắt. Tiếp theo là chuyên mục bơi lội, suýt nữa thì Po về với tổ tiên. Bắn súng lệch toạc mục tiêu, gặp Pete cậu than trời than đất chẳng hiểu nổi cái công việc vất sức lao động này. Trời đánh còn chảnh miếng ăn, cậu chủ xuống hỏi tội xem ai đã giết con cá yêu quý của hắn ta. Mặc dù đã cố gắng hô hấp nhân tạo, nhưng hai em cá yêu quý đã ra đi mãi mãi. Tưởng rằng mắt nhắm mắt mở cho qua vụ này, ai dè Po được camera ghi lại rõ đến từng hạt mụn. Cấm cãi lời, Po chuẩn bị được đưa đi tra tấn. May thay nhờ có chương trình Hoa hậu Hoàn Vũ mà Po coi như là được tha một mạng. Tưởng đâu thoát khỏi anh mà dễ, Po được vinh dự khoác lên mình chiếc đuôi của nàng tiên cá với nhiệm vụ hết sức đơn giản quậy đục nước cho cậu chủ xem. Thấy đám đông ồn ào, Kim đến góc vui cùng, nhờ vậy mà Po được giải vây khỏi lũ quỷ lắm trò. Ngược lại tối nay Po Che phải đi làm nhiệm vụ với Kim, Kim đến quầy hạng nặng Po Che háo hức lựa chọn vũ khí. Đi vào kho, cậu đắm chìm trong mùi thuốc súng, hoành tá chàng về đống trang bị cấp độ thấp đến cao. Kim đích thân đến tận kho để tìm Po Che, ăn mặc chẳng ra giống gì, Kim đành ngậm ngùi đưa thằng em đi thay đồ. Lụa lá lên người Po cũng nhìn rất gì và này nọ phết, đi một bước vấp hết hai bước cậu leo lên xe. Thấy rượu là thàm thèm, Po nhanh trí đuổi thằng em ra ngoài, rồi tu vội giam ba cốc cho đã cái nư. Uống hết 2 lít đầu cũng đã lâng lâng, Po đâu biết ông chủ mình đang gặp nguy hiểm trong phòng WC. Hai trọi một không quẻ cũng chết, chị đẹp vật lộn một hồi nhanh chóng tốc biến, cậu chủ kín hết thuốc chữa với cái tên này. Hôm nay, 500 anh em tiếp đón Gun, một khách hàng VIP của gia tộc, toàn mấy tên tai to mặt bự trong làng côn đồ, đang rít tí hơi thuốc thì Po gặp thằng nhỏ đang ném đá chơi bời. Chơi ngu rồi Po ạ, đây chính là thằng Cao, con trai của ông chủ. Một vẫn không chịu ngừng, Po được cái tên tay sai chĩa súng vào tâm đỉnh đầu, cuối cùng Kim phải hạ giọng nói lời xin lỗi. Một cái tát được Kim bồi vào mặt Po, tiếng bắp cổ lách cách, cậu hụt hơi mà xỉu áp xỉu đau. Nhưng cũng nhờ cái tát này mà Po được xóa khỏi danh sách chứng tử, vẫn là cái thái độ nghênh nghênh thường ngày. Po pha cà phê để phục vụ cậu chủ, đúng là tài năng chỉ biết pha mỗi rượu, cậu chủ ẻo lả cũng đi đến. Nghe danh Po cũng đã lâu, ăn gan hùm mới dám làm thằng Cao vỡ đầu, điều này làm cho cậu thích, năng nặc đổi người với Kim để lấy Po về làm tay sai. Giao kèo thành công, Po thuộc về cậu chủ dẹo, gôn cái cú nhắc thằng con trai cả để mắt đến Po. Công việc mới của Po căn bản cũng đơn giản, chỉ cần ngồi cái phim đam mỹ với cậu chủ cả ngày là được. Đếm sơ qua thì bộ phim cũng đã xem được 3 lần nhưng cậu chủ vẫn cứ bắt anh ngồi banh mắt xem lại. Quá chán, Po giới thiệu phim Con Heo cho cậu chủ thầm. Đúng của cậu chủ, anh xem không biết chớp cả mắt, Kim đi vào cũng phải câm nín với những tiếng rên thất thanh phát ra khi xem phim của thằng em. Gần mực thì đen, gần Po thì nảy sinh ý tưởng. Dưới sự thúc giục của Po kèm theo lời bi a về thế giới bên ngoài, như dự đoán cậu chủ được Po đưa đến quán rượu nhạy nhất Linh Đình, Tu cảm thấy chán với không khí ở đây. Nhạc lên là anh quẩy, múa quạt múa nón nhịp nào anh cũng cân tất, gồn đủ đô, Tu được đàn em đưa về. Tưởng bị Kim cho một trận chửi rủa, nào ngờ cậu ta chỉ nhờ Po đưa con ghệ của mình ship về nơi sản xuất. Mới bệnh mắt ra, Tu đã uốn éo bên hiên nhà, qua thời gian tập luyện kỹ năng của Po cũng đã lên một đẳng cấp mới. Kỹ năng của Po cũng không ngắn, hàng ngày Po vẫn phải phục vụ cậu chủ, Tu, tuy không ngu nhưng được cái hơi đần. Được buổi tập sự, Po được đưa đi đòi nợ thuê, trong đầu cậu lại nghĩ đến ông chủ của mình. Cậu từng ghép cái nghề cho vay nặng lãi vì chính cậu chính là nạn nhân của nó, nhưng hôm cậu lại làm cái nghề đáng khinh này. Đành hắn tên nợ đần u đầu, Kim cho hắn 3 ngày để trả nợ. Tung quấn hắn ta đem súng chĩa thẳng vào Kim. Dưới sự thuyết phục của Po, hắn ta bỏ súng xuống nhưng lại giương lên bắn về phía Po. Bất giác tiếng súng vang lên, hắn ta gục xuống, Po cũng bị thương. Ánh mắt tội lỗi hiện lên trong mắt cậu, Kim cũng phải buồn lòng suy nghĩ về vấn đề trên. Tối đến, Po một mình tự chấm bút vết thương, Kim đến cả kệ thằng em tự tay mình sơ cứu vết thương cho Po. Ánh mắt ta chạm nhau, Kim vội vàng lờ đi như bị mù, Po cũng không thể hiểu nổi mọi người lại có ác cảm với cậu chủ như vậy. Tên vệ sĩ què đến tìm cậu chủ con cả của Gun để báo cáo tình hình, kể thêm sự ưu ái của Kim đối với Po. Giờ quẩy lại đến, Tu đưa Po đến quán bar để nhảy sập sình, thêm cả Kim cùng mấy thằng bạn chí cốt. Quẩy banh nóc quán, các huynh đệ thi nhau tu rượu ừng ực như nước đóng chai. Lên nóc nhà là bắt con gà, 500 anh em được một bữa ra trò. Trong lúc mọi người đang nắm lăn nắm lê thì Po đưa Kim ra ngoài bờ sông hít O2 thải carbonic. Hai người cười cười nói nói tâm sự tí chuyện tuổi hồng. Po nhớ bố mẹ vì ánh mắt họ từ khi còn nhỏ. Kim cũng không khác Po là mấy, cũng đau khổ với công việc đánh đấm cả ngày đời này. Nhìn nhau thật lâu, Kim xích lại gần Po trao cho anh nụ hôn ngọt đến tiểu đường, chính thức đánh dấu chủ quyền. Tỉnh dậy trên đường, thằng bạn suýt nữa là Po lại hôn nhầm người ta.
Cậu nhớ mang máng mình đã được hôn ai đó. Nụ hôn đó Kim nhớ rõ, anh không thể tưởng tượng nổi, đôi môi đang nẻ cả mình lại vã đến mức đi hôn thằng Po. Đang định phì phèo điếu thuốc thì con trai cả của nhà Gun đến, châm lửa cho Po, luôn tiện cậu cũng xin lỗi vụ xô ngã thằng Ma Cao đến sứt đầu mẹ cổ. Cuộc hội thoại giữa hai người được Kim để mắt tới, Kim ghen rồi ông giáo họa, chỉ vì nói tí chuyện với Vegas mà Po bị anh cạch mặt. Kim cố gợi ý đến nụ hôn mà hai người trao cho nhau, mà lạ lùng thay cái thằng Po này, ốc bã động nên chẳng nhớ được gì. Giữa chừng thì thằng em đến gọi Po đi tìm cậu chủ tu, Veva nằm lăn nằm lóc nên chẳng ai tìm được. Là hết inh ỏi vì đau đầu, Po vội bịt miệng cậu giải thích đây là tác động của cồn đến não bộ. Nhà y chang khu đô thị mini, tu xuống dưới nhà để massage giải tỏa cơn Veva. Quá giá đã, Po nói xạo để được một suất massage đặc biệt. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của anh em, Po vào nhà xong hơi sảng khoái quá Pepsi ơi, đang phê thì cậu chủ đi vào ngồi cùng. Rén ngang Po định bỏ đi nhưng vinh dự được cậu chủ mời lại ngồi cùng. Khiếp hôm nay cậu chủ lạ ghê. Nhân tiện Po cũng khoe luôn hình xăm hổ báo cáo chồn của mình. Loài chim phượng hoàng mà mẹ cậu thích, chừa đủ đô, Kim đổ thêm than vào tăng thêm nhiệt độ. Po sợ đến méo mặt, Kim lại gợi ý hỏi về tình trạng của Po. Độc thân là tiêu chí của cậu. Kim ví dụ nếu như cậu là con gái thì có yêu một người như anh không? Bỗng dừng mọi thứ im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau, sốc nhiệt nên Po đã ngã lăn đùng vào lòng Kim. Tỉnh dậy cậu đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Đột nhiên cơn gió nào thổi cậu chủ Vegas đến ngồi ăn cùng. Lũ vệ sĩ ngồi xuống chưa kịp ấm mông thì cậu chủ Kim lại đi vào. Thật không ngờ bọn nhà giàu cũng ăn mì tôm luộc. Ngồi vào bàn ăn mà hai ông cậu tướng này cứ đá xéo nhau. Rốt cuộc thì Po vẫn là người bị xỉa gió nhiều nhất. Kim không muốn thằng Vegas này dễ mõm vào công việc của anh. Đang căng não thì cậu Tu đến, không nể mặt ai, cho một phát vào đầu Vegas rồi đuổi hắn đi. Hết tâm trạng ăn uống, Tu bỏ đi khiến rằng vệ sĩ bụng vẫn còn đói meo, chưa được đắp miếng nào. Vừa đem quả xe chất lượng về nhà, Po lại bị tên vệ sĩ sai đưa đồ cho cậu Kim. Lấp ló Po đi vào khám phá phòng cậu chủ, vài đây chỉ thoang thoảng mùi tiền. Có tiếng người đi vào, Po đứng nấp sau tấm rèm. Ôi trời đất ơi, anh không thể tin nổi là cậu chủ đang tỏ tí te, tấm rèm mở ra, Po ngại muốn đội quần lên đầu. Luống cuống Po tìm cách chạy ra ngoài, Po kể chuyện cho thằng bạn thân nghe, ai cũng biết riêng chỉ có Po là không biết. Cậu chợt nhớ ra nụ hôn hai người trao cho nhau trên dòng sông bận nhất nhì thành phố. Hôm nay, buổi lễ âm nhạc sống động mở ra có sự tham gia của Kim, sau đó là món hỏi xoáy đáp xoay của các thành viên. Một người nhanh chóng may mắn nhận được chiếc áo trị giá 5 loét, đến lượt em trai của Po cậu trả lời mượt như sân siêu, khiến Kim có chút cảm tình với tên fan này, cậu em nhanh chóng nhận được chữ ký của thần tượng. Đang húp mì dần dật thì Kim đi vào bắt Po cởi áo ra, cầm có cãi cậu chủ chỉ xem vết thương chứ không có ý đồ đen tối. Vết thương đã lành, mai Po lại làm nhiệm vụ mới, đấu giá kim cương cùng cậu chủ Kim. Lúc này lại thêm một cậu chủ lớn nữa điều tra về Po, hắn ta tỉ mỉ, ghim anh lên tường để tìm cách tiêu diệt. Lên đồ tranh giả Kim đến buổi đấu giá, toàn ông tai to mặt bự bên trong nhiều tiền, từng mặt hàng được đem lên. Tranh nhau đấu giá, giành được bằng món hàng về tay mình, Po được các anh lớn khen đẹp như say hẳn sành. Cầm cốc nước đã được tên bồi bàn thêm gia vị. Cậu dãy đành đạch không biết mình trúng loại thuốc gì, hoa mắt chóng mặt Po bị người ta chùm đầu lên đưa lên phòng. Kim không hề hay biết, vẫn bại miết chốt đơn. Biết tin Po mất tích, anh cùng đàn em lục tung khắp mọi ngóc ngách để tìm Po. Trong cơn mơ hồ, một thanh niên mặc áo trắng đang tìm cách hôn hít cậu. Tìm đến nơi hắn ta đã vội tẩu thoát, cậu em vẫn trong cơn mê màn của thuốc, Kim cố gắng tìm cách gọi cậu ta dậy. Lột sạch đồ đưa đến phòng tắm, Po không hề hay biết mình đang cả khịa cậu chủ, hai người lại một lần nữa môi chạm môi. Trong đêm trăng sương khói mờ nhân ảnh, hai người trần như nhộng, ôm ấp nhau như các cách mà cặp đôi yêu nhau. Lầm trận cả đêm, Po nằm dài lên giường, cậu hỏi mình trúng thuốc gì, Kim không trả lời, anh chỉ biết kẻ thù đang cố chơi bận anh. Cú sốc đầu đời, Po không chịu trả lời Kim, anh vào tắm rửa để cuột sạch mọi thứ mà mình đã làm. Vô tình, Kim trúng bệnh tò mò, anh bấm đại một nút trên tường và mở ra được một ngăn kéo bí mật, cầm trên tay cuốn sổ rửa máu chưa kịp làm gì thì ba đi vào, cậu diễn tuồng trước mặt ba. Cậu hỏi chẳng hiểu nổi ba mình lại nhận thằng Po làm vệ sĩ khi chưa biết gì về gia đình và mọi thứ. Trở về nhà, Po vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không thèm đoái hoài gì đến Kim. Theo lời của thuộc hạ, Kim tìm đến gặp ba, cậu bị trách phạt vì qua đêm với thuộc hạ mà bỏ bê công việc giữa chừng, cãi lời ba nhưng không thành, anh ngoan như cún. Ngồi buồn chẳng có gì làm, Tu ngồi chăn cá thay vì đập đá phá ke. Thấy Vegas đi qua, cậu gặng hỏi cơn gió phương nào đưa tên này đến đây. Từ ngày lên giường với cậu chủ, Po trở nên chống đối, vì làm sai anh phải bỏ qua bỏ lại 1000 lần. Tức như điên, Po vẫn phải làm theo lệnh của cậu chủ. Nghĩ những gì mình đã làm khiến cậu tức hơn nữa. Bùng xóa một ngày, Tu lại rủ dê Po đi uống rượu quên đi sự đời. Po xin Kim một câu, nhận lại là một cái gật đầu, nhưng anh khựng lại khi nghe thấy con ghẻ của Kim đi vào. Po như cảm thấy lấy lại được sức sống khi trở lại với nghề pha chế, nhưng anh vẫn không sao quên được cái đêm định mệnh ấy. Định đưa cậu chủ về nhà thì anh được mời lại chơi thêm một giờ,
biết thằng Vegas ở cùng Po, Kiên tức như điên. Trong lúc này, hai người vẫn trên con xe tay ga đi chơi một nơi xa, cạn năng lượng, Po ôm Vegas rồi ra về. Kiên ngồi chờ anh đến mức ngủ quên trên ghế, gọi cậu chủ dậy suýt nữa thì Po bị một phát súng vào đầu. Tức như điên về thái độ của Po, Kiên đuổi cổ cậu thay Ken làm đội trưởng. Đúng là tên lạnh lùng. Đúng như dao kéo em trai Po che được Kim đưa đi dạy đàn, các kiểu con đà điểu, đôi bạn trẻ có vẻ hơi hợp cả với nhau. Xin phép ra ngoài, anh tò mò xem trang cá nhân của thằng em, không ngờ em nó cũng hay nhắn tin đều như vắt sữa cho anh. Đàn hát tưng bừng, hai người làm cả hội trường tràn đầy sức sống, cười tủm tỉm với nhau hết ngày rồi. Vì sự ngáo mà hay láo của mình mà Po bị ông chủ đuổi về nhà vài ngày rồi, gặp thằng em dai là anh có động lực liền. Không thấy Po mấy ngày rồi, Kim cũng hạ mình lết xác đến tìm em nó. Nào ngờ, theo lời thằng bạn cùng phòng, nó được bố cho nghỉ ngơi sơi nước một tuần. Nghe lời căn dặn của Kim, đủ dũng cảm để đi tìm tình yêu đích thực của mình. Tìm đến rượu chè là cách nhanh nhất để Po che quên đi nỗi buồn. Tiệc đang tưng bừng thì Kim tìm đến nhập hội. Không nể nang gì hết, Kim nhận mình là đồng nghiệp của Po, cồn ngấm đủ xương cốt thịt thà. Chỉ còn mình ta với ta, Kim hạ giọng dỗ ngọt Po, đang căng cực thì súng dí vào đầu, hai người rơi vào nguy hiểm. Đôi chim sẻ được vận chuyển trên chiếc xe tải, nhận được thông tin ông lớn con tìm người đến cứu mạng của cậu chủ. Một dàn vệ sĩ cao to đen hôi được sai đến cứu Kim. Trong rừng sâu, họ mất tung tích hai người này. Lúc này đôi chim sẻ đang tìm lối thoát. Đến nước này rồi vẫn còn chơi oản tù tì để phân thắng bại. Hết ván này lại ván khác, nhưng chủ yếu tấu hài là chính. Không có Google Map nên có hơi mù đường. Để hai tên cứng đầu đi theo nhau đúng là một tội ác. Nắng lên đến đỉnh đầu nhưng vẫn chưa tìm thấy nổi lối ra. Chớ trêu thay, hai người lại bị xích cùng nhau, nhờ cãi nhau to mà tìm được dòng suối, cuối cùng cũng đã làm được việc. Thoát khỏi rừng sâu, hai người dắt nhau đi trên sa mạc. Trời chập tối may thay, họ tìm được con xe cà tàng. Không đi được nhưng họ có chỗ trú ẩn, đến tối họ mài đá tạo lửa y trong thời tiền sử. Kim chủ tài vẹt lửa cho thằng em xem. Ô cha, tưởng tượng và thực tế nó khác xa quá ta. Cầm chiếc bật lửa từ sau lưng, Po được dịp cà khịa cậu chủ. Lửa đã có, chỉ thiếu mỗi đồ ăn. Cháy lên đi, lửa trên cao nguyên. Đôi chim sẻ ngồi mát rơi bát vàng cả đêm trong nhà nghỉ hạng sang. Tiếp tục series làm trò con bò của cậu chủ Kim, anh dắt Po ra bờ suối bắt cá cải thiện bữa ăn. Suy cho cùng thì cậu chủ có giữ đến đâu thì vào tay anh cũng phải câm nín vì độ nhảy lấy không một ai có. Thực hiện thử thách sinh tồn, nhanh như chớp dưới sự giúp sức của Po, cá liên tọc trúng bẫy. Cá nướng lấp đầy cái dạ dày đang đói meo, đôi chim sẻ dụ nhau tắm tiên, nước lạnh xôn cả vòi. Tối đến hai người lại trở về chiếc xe cà tàng, Po dùng mình khi nhìn thấy bộ xương khô bên vệ đường. Trở lại bên đống lửa, Po kể về ước mơ mở quán ba bé nhỏ của mình. Thật không thể tin nổi là ông trùm Kim lại muốn trở thành ca sĩ nở mùa. Po hứa không cười đi, được nghe giọng ca đậm chất tấu hài của Kim. Mới câu đầu tiên mà Po đã cười chảy cả nước miếng. Kim chảy lòng muốn xin lỗi Po tất cả những điều mình làm với cậu. Khoảng thời gian hai người bên nhau thật là khiến con người ta tiểu đường. Chơi ngu, Kim giáp Po nhảy qua hàng đá. Hai người ngã lăn quay xuống vách núi, hũ hồn cái tâm hồn còn nguyên, định hình tìm lối thoát khỏi nơi khỉ ho cỏ gái này. Po trở nên tuyệt vọng ngồi xuống, hai người lại giải bày tâm sự. Kim chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi, nhờ vậy mà hai người tình thêm gắn kết như keo 502. Po sẵn sàng hy sinh một bên tay để cứu lấy Kim vẫn là dao kéo búa bao mà quyết. Nào ngờ, như một phép màu, Kim dùng dao gỡ còng tay dễ như ăn kẹo. Hai người đạp đá phá ke tới đêm cũng đã ra được. Kim đưa định vị cho Po để anh chạy trốn. Hôn nhau thật sâu thật lâu, Po đi mất. Một đội lính bắn tỉa đến, Kim gặp nguy hiểm. Thân là vệ sĩ, Po múa vài đường cơ bản hạ gục bọn chúng. Kim đỡ đạn cho Po mà bị thương. Tưởng trong giây phút cuối của sự sống, đội cứu nguy đến kịp thời giải vây cho hai người. Điều tra thêm về sự tình vụ mưu sát, Po cùng với Bích đến quán rượu để tìm kẻ tình nghi. Toàn kẻ manh động, tính thả cả bom để dẹp loạn, chỉ độc quán này có. Đám đông hỗn loạn với những chàng đánh đấm cùng quả bom hẹn giờ, mọi người tán loạn chạy ra ngoài. Cậu Vegas đến chặn đầu kẻ tình nghi trong phút cuối. Hắn vinh dự được đưa đi để tra tấn khai ra sự thật. Mặc lên đồ bảo vệ, Vegas cạy răng tên cứng đầu này. Cuộc họp gia đình được mở ra, Vegas nhanh chóng tiết lộ thành tích đánh đấm của mình cho Kim. Nhận lại là sự khinh bỉ của gia tộc chính là nhà Kim cùng ngài con tìm đến Kim. Po mới biết được Vegas chính là muốn cướp lấy tất cả mọi thứ của anh. Tình như thủ thúc Po ôm lấy Kim để tiếp thêm ích hay sức mạnh cho thằng em có thêm năng lực mà đấu lại với Vegas. Thực hiện nhiệm vụ của một vệ sĩ, Po ra đón Vegas thay cậu chủ. Vegas đưa đàn em của Kim lên ăn uống no căng dạ dày. Bên dưới là đám đàn em của hắn ta đã được bày binh bố trận từ trong ra ngoài sẵn sàng đợi lệnh để hành động. Bên ngoài sơ xác hoang tàn, bên trong cảnh đẹp nên thơ hữu tình, nơi đây tụ hội 500 anh em lương sơn bạc. Ngồi vào bàn ăn, Po được phục vụ nhiệt tình hơn nhiệt độ. Thôi thì đồ free nên anh tranh thủ mà đớp. Kim mệt mỏi khi phải dưỡng thương ở nhà, theo lời ba cả gia tộc đang chờ đón sự trở lại của anh. Vốn thích mô tô nên Po leo thẳng lên con mô tô đập vào mắt mình, thấy đám thuộc hạ ra, anh rén nhanh trí nhảy tót xuống.
Thì ra là Vegas ủ mưu để lôi kéo Po về phía mình. Anh tiện tay vung tiền gợi ý tặng con xe này cho Po. Kim mà dày tìm đến nhà của em trai Po, có vẻ anh có niềm đam mê mãnh liệt với cậu nhóc vụng về này. Anh đích thân đem đến một cây đàn cho cậu, giá quá đắt nên hơi lo sợ không dám nhận. Đàn dương dương hay bán nốt, cậu test thử độ bền của em nó. Hai người vui vẻ đàn hát cùng nhau, tìm cách dụ thằng em ra khỏi nhà. Kim lên căn phòng bí mật tìm cách trà trộn vào. Chỉ vài động tác nhỏ anh đã bước chân được vào căn phòng. Anh cười khúc khích vì thằng em trưng ảnh mình như Phật sống. Biết thừa người mà thằng em thích là mình, nhưng Kim vẫn cố hỏi cho có lệ. Anh đợi xem bài hát cậu sáng tác tặng mình sẽ ra cái giống gì. Tình trạng của Kim cũng đã tốt hơn. Kim ghen thật rồi sau khi nghe những gì mà Vegas dành cho Po. Nhắc đến Tào Tháo đến, hắn lại đưa Po đi như là muốn khiêu khích Kim cho bằng được. Hắn ta cố gắng tiêm nhiễm những gì bẩn thỉu nhất về Kim vào não bộ của Po, thực hiện nhiệm vụ bắt tên đầu đàn khai ra vị trí của John. Giữa thành phố ngàn hoa tráng lệ, Po gọi điện để báo cáo tình hình cho Kim, nhưng nhận lại sự hời hợt của Kim. Thì ra anh ở phía sau Po, anh đưa khẩu súng may mắn nhất của mình. Hai người thả thính nhau ngộp cả bầu không khí. Kế hoạch được sắp xếp, lính của Kim cải trang đột nhập vào hang ổ để tìm tên John, không bỏ sót tên nào về các sự đẹp đàn em của chúng. Hai bên giao kèo thỏa thuận phi vụ. Món hàng được giao ra không khác gì là những tràng súng liên thanh tràn ngập mùi tử thi. Tiếng súng vang lên, hai bên combat cứ phải gọi là chất như nước cất. Ăn mừng chiến thắng, đội vệ sĩ được uống rượu thả ga bằng coca. Biết chính là mật giám báo cáo tình hình giữa Po và Vegas cho cậu Kim, sợ rằng con ghệ của anh trời bời tia dai. Rượu phê pha, Vegas đưa Po vào phòng WC. Nhân cơ hội, hắn hôn môi Po. May thay Kim chạy như điên đến. Chịu thừa Vegas bỏ đi mà làm người, Po tát Kim một cái rõ đau điếng, định bỏ đi nhưng bị Kim cản lại. Và rồi các bạn sẽ thấy những điều không nên thấy, nhưng các bạn vẫn muốn thấy. Tôi thì là tôi chỉ nhìn vào chỗ có vải thôi. Liệu ngài con có chấp nhận tình cảm giữa Kim và Po? Kim có còn bao nhiêu nhiệm vụ nữa mà anh phải trải qua trong cuộc đời mình? Cùng khám phá trong phần tiếp theo nhé, các thánh kiền phim gục của tôi.